chú các cháu cháu bảo đâu rồi lên phố chạy phố mà lên phố chạy phố à vâng bọn cháu từ Campuchia vừa bơi sang đây Campuchia à? Vâng à bọn này dân mạng internet trốn Campuchia về Việt Nam à su-win. Ok ok vào đây ba thằng cắt luôn à ơi ông cháu cắt trước ấy. Được rồi ba thằng cắt đi nha này cắt trước đi được rồi gội đầu xong rồi cắt nhá dậy đấy các cháu bay sau đấy bắt đầu trốn lã Campuchia của cháu đâu nhỉ đấy bắt đầu trốn lã Campuchia về Việt Nam đấy được không các ông cháu thấy ưng không thầy ưng không cháu thấy ok không thầy ưng không quá ưng rồi chú ơi ông cháu lại ưng không cháu ưng lắm rồi bây giờ dự định trốn lã Campuchia về Việt Nam các ông cháu định làm việc gì đấy có cháu qua sân bay nữa đây thế sân bay bên Campuchia nghỉ à nhiều ơi giờ bên đây làm ăn khó lắm chú ơi về đây cũng làm sân bay đâu công an bắt đấy thôi nghe chú đi, đi lao động đi ra kiểu bạn bốc vác ở ngoài bờ hồ cũng được mở quán sân bay qua ngày giống Phan Công Khanh rồi mày không nghe chú thôi mày mở đây công an bắt thì đừng bảo chú là không cảnh báo trước nhá vâng thế bây giờ tính tiền cho ông chú chưa nhở bỏ thêm chú bỏ luôn cái gì à Sunwin giàu trốn nã về Campuchia vơ vét được nhiều tiền không Phan Công Khanh cháu chỉ chuyển tài khoản thôi banking bao tiền bo không năm lốp đi năm lốp Campuchia làm Sunwin đại gia bò năm lốp 5 triệu đi xem nào thôi 5 tỷ Sân quên đi thôi được rồi lấy 5 trăm được tưởng như thế nào dần trời thế nào thôi.